chào quý khán giả đang đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi, đồng hành cùng chương trình. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2023, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khắc phục sự cố xà lan tông cầu An Phú Đông ở thành phố Hồ Chí Minh Đề xuất mở rộng dịch vụ thanh toán của tài khoản giao thông Mâu thuẫn trên mạng xã hội, người đàn ông hành hung cô gái bán mỹ phẩm ở Phú Yên Nhân rộng mô hình canh tác kết hợp lúa, dịch Du khách thích thú cảnh đàn cá heo nhảy múa ở vùng biển Phú Yên Ngày 13 tháng 5, cầu thép An Phú Đông bắt qua sông Dàm Thuật nối quận 12 và quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh đã bị xà lan tông biến dạng phần trụ. Ngay sau sự cố, cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, đánh giá hiện trạng trước khi xác định các biện pháp khắc phục sửa chữa. Ngày 13 tháng 5, tàu kéo mang biển kiểm soát LA03774 kéo theo xà lan chạy trên sông Dàm Thuật hướng từ sông Sài Gòn về cầu An Lộc quận 12. Khi đến cầu An Phú Đông nối quận 12 và quận Gò Dấp tàu tông vào trụ T6 của công trình làm công dân xe dịch khỏi vị trí ban đầu. Sau sự cố, sở giao thông vận tải và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan chức năng đã kiểm tra, khảo sát hiện trường để đánh giá hiện trạng và xác định biện pháp sửa chữa khắc phục. Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông, cấm tất cả ô tô lưu thông qua cầu An Phú Đông, xe hai bánh vẫn lưu thông bình thường để tiến hành kiểm tra sửa chữa cầu chúng tôi cũng đang tiến hành là khắc phục sơ bộ lại cái cái hư hỏng và báo cáo và lập phương án để báo cáo sở thông và các cơ quan chức năng để có cái biện pháp xử lý triệt để trong thời gian sớm nhất do là kết cấu thép và chúng tôi đánh giá là sau khi kiểm tra nó chỉ ảnh hưởng đến duy nhất cái cái, cái trụ số 6, các cái hệ thống dầm và mặt cầu của cầu thì đều ổn định Cầu An Phú Đông có tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng, dài 240 m, rộng 12 m với hai làn xe và lề đi bộ, giúp rút ngắn thời gian đi từ quận 12 vào trung tâm thành phố. Công trình từng bị xà lan tông khi chuẩn bị đưa vào khai thác vào cuối năm 2020. Thời gian qua, nhiều cây cầu ở thành phố Hồ Chí Minh bị tàu xà lan tông làm ảnh hưởng tới công trình. Cuối năm 2022, cầu Bình Phước 1 bắc qua sông Sài Gòn bị tông biến dạng dầm thép. Mới đây vào tháng 4, cầu sáng TL15 ở huyện Hóc Môn cũng bị xà lan tông lệch phần trụ. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi chính phủ về tình hình triển khai vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC. Hiện tài khoản giao thông mới chỉ phục vụ việc thanh toán phí dịch vụ đường bộ, chưa tạo được sự thuận lợi tối đa cho người sử dụng, chưa phát huy được hết hiệu quả vì vậy theo bộ giao thông vận tải trong xu thế chung của việc ứng dụng giao thông thông minh nhiều doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước đề xuất việc mở rộng dịch vụ trung gian thanh toán trên nền tảng hệ thống thu phí điện tử không dừng như thu phí tại các cảng hàng không thu phí cảng biển thu phí bãi đổ xe thu phí điểm đổ xe lòng đường phí kiểm định việc mở rộng thêm các dịch vụ mới trên nền tảng của hệ thống thu phí không dừng sẽ mang lại nhiều lợi ích thuận tiện cho người sử dụng dịch vụ và hiệu quả đầu tư dự án thu phí điện tử không dừng Cục đường cao tốc Việt Nam cũng vừa có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu đánh giá tổng quan về khả năng nâng tốc độ khai thác đường cao tốc phân kỳ đầu tư 4 làng xe với bề rộng làng 3,5m từ 80 km h lên 90 km h Cục Đường Cao tốc Việt Nam cho rằng, việc nghiên cứu xem xét nâng cao tốc độ tối đa cho phép trong quá trình khai thác các tuyến đường cao tốc trong giai đoạn phân kỳ 4 làng xe hạn chế, ngắt quãng giải dừng xe khẩn cấp từ tốc độ tối đa cho phép 80 km h lên tốc độ tối đa cho phép 90 km h là có cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn việc điều chỉnh này sẽ góp phần nâng cao tốc độ hành trình của phương tiện tham gia giao thông nâng cao mức độ phục vụ của tuyến đường góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và hiệu quả khai thác các đoạn tuyến thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các đoạn tuyến đi qua Giá thép giảm lần thứ năm liên tiếp, giá bữ da xanh tăng mạnh là những thông tin thị trường đáng chú ý trong ngày, mời quý vị cùng theo dõi. Giá thép xây dựng trong nước vừa được điều chỉnh giảm về dưới 15 triệu đồng một tấn, có thương hiệu giảm tới 560.000 đồng một tấn thép. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá thép xây dựng trong nước ghi nhận 5 lần giảm liên tiếp. Riêng trong tháng 4, các mặt hàng thép trong nước đã trải qua 4 lần giảm giá liên tiếp với tổng mức giảm khoảng 1 đến 1,5 triệu đồng một tấn. Hiệp hội Thép Việt Nam cho rằng giá thép xây dựng trong nước liên tục giảm trong thời gian gần đây là do nhu cầu thép thế giới sụt giảm. Nhu cầu tiêu thụ thép trong nước cũng giảm mạnh, khiến doanh nghiệp sản xuất phải hạ giá bán để đẩy nhanh hàng tồn kho. Sản lượng bưởi da xanh cả nước lên đến hơn 1,1 triệu tấn mỗi năm. Trong thời điểm này, trên thị trường giá bưởi tăng mạnh lên 75.000 đồng một trái, có loại tăng gấp đôi. Theo quy luật cung cầu, khi nguồn cung khan hiếm, các doanh nghiệp lại gom mua để xuất khẩu lượng lớn nên giá giọt tăng. Đây là thời điểm giá bưởi da xanh đắt nhất. Loại bưởi này gần như có quanh năm, nhưng mấy năm nay giá tương đối rẻ, dao động từ 30 đến 35 000 đồng một trái, đắt nhất cũng chỉ từ 45 cho đến 50 000 đồng một trái, có trọng lượng từ 1,2 cho đến 1,4 kg. Nhưng gần một tuần nay, bưởi da xanh có trọng lượng giá đã tăng lên trông thấy. Chương trình cũng vừa ghi nhận về giá tôm nguyên liệu. Theo đó, người nuôi tôm các tỉnh Tiền Giang, Cà Mau đang lo thua lỗ khi giá tôm giảm tới 30% trong một tháng. Khảo sát cho thấy giá tôm liên tục lao dốc, loại 100 con một kg đang được thương lái mua từ 70.000 đến 80.000 đồng, giảm 30% so với tháng trước. Loại 30 đến 40 con một kg giá cũng đồng loạt giảm 20% khi chỉ còn từ 108 đến 135.000 đồng. Trong khi đó, chi phí đầu tư để nuôi tôm, đặc biệt giới hộ nuôi công nghệ cao tăng giọt. Với giá này, người nuôi tôm không có lãi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, nguyên nhân khiến giá tôm sú và tôm thẻ chân trắng liên tục giảm trong tháng qua là các thị trường xuất khẩu tiêu thụ chậm trong khi nguồn cung tăng lên. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và xếp, xuất khẩu lao dốc khiến nhiều doanh nghiệp trong nước khó khăn. Sức mua tôm ở hai thị trường chính là EU và Mỹ vẫn giảm mạnh do lạm phát tăng cao. Thị trường Trung Quốc đã mở cửa trở lại, nhưng lượng xuất khẩu vẫn sụt giảm. Sáng nay, hơn 7.000 học sinh sinh viên đã tham dự ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm 2023. Đây được xem là hoạt động hiệu quả nhằm đẩy mạnh việc phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh trong tình hình mới. Tư vấn học nghề tuyển sinh ngay tại chỗ, những em học sinh sinh viên khi đến với ngày hội sẽ được tiếp cận với khoảng 2.000 vị trí việc làm mới của gần 100 doanh nghiệp thông báo tuyển dụng, cái đầu ra của nhà trường chính là các bạn sinh viên thì chính là đầu vào của bên doanh nghiệp cũng rất là tốt cho hai bên cùng gọi là kết hợp với nhau trong cái vấn đề mà tạo cái nguồn việc làm cho sinh viên tại phiên giao dịch việc làm lần này chúng tôi mà là chín có 96 doanh nghiệp đơn vị đăng ký tham gia trong đó là có 60 doanh nghiệp đăng ký tham dự trực tiếp tại ngày hội việc làm, làm. và với trên 5.800 chỉ tiêu tuyển dụng cũng như tuyển sinh theo thống kê, tỷ lệ học sinh sinh viên sau khi học nghề có việc làm đạt khoảng 70-80%. đến 80%. Nhiều ngành nghề được doanh nghiệp tuyển dụng 100% như nghề công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ sơn ô tô, công nghệ ô tô, tự động quá. Và chúng ta đã tiếp cận một phương hướng là đồng bộ các cái khấu phần của thị trường lao động Và với 7.000 học sinh sinh viên từ trung học cơ sở, trung học phổ thông đến các sinh viên các trường trường thì chúng ta tổ chức luôn cái việc là sàn giao dịch việc làm để cung cấp cái thông tin việc làm, uh, yêu cầu của việc làm đối với người dân. Và đồng thời chúng ta cũng tổ chức luôn cái sàn giáo dịch việc làm để có thể là uh, tạo việc làm ngay cho những học sinh sinh viên ra trường. Đáng chú ý tại ngày hội cũng có hơn 50 doanh nghiệp tiêu biểu đã tham gia ký kết hợp tác đặt hàng đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực phục vụ trong quý 2 năm nay. Thông tin liên quan đến sức khỏe cần lưu tâm. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa Khoa dùng Tây Nguyên đã ghi nhận các trường hợp bị nhiễm khuẩn liên cầu lợn. Bất chấp những cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm liên cầu khuẩn từ tiết canh, nhiều người vẫn ăn tiết canh lợn và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cách đây hơn 10 ngày, một bệnh nhân nam 44 tuổi ở huyện Trong Bắc, tỉnh Đắk Lắc ăn tiết canh và tham gia mẫu lợn cùng với nhiều người tại một đám dỗ. Sau khi ăn khoảng 5 tiếng, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao liên tục, đau đầu, đau bụng và ù tai, sau 3 ngày điều trị tại nhà, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện đa khoa dùng Tây Nguyên trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, qua khai thác tiền sử, các biểu hiện của bệnh, các bác sĩ đã làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm mạng não mũ do liên cầu lợn. Thì trường hợp này là vào đã được khẳng định chẩn đoán và điều trị đến nay là ngày thứ 10 của bệnh. Thì nó đã bằng tốt, diễn biến tốt và hiện tại bệnh nhân vẫn còn đau đầu nhẹ và có một cái rối loạn tiền đình dành tới điệt đây là một cái triệu chứng cũng là điển hình của liên cầu lớn và cái biểu hiện điệt này sẽ được giảm dần sau lúc xuất viện mặc dù đã được cảnh báo về nguy cơ mắc khuẩn liên cầu lợn do ăn tiết canh và thịt lợn tái sống, song trung bình mỗi năm tỉnh Đắk Lắk đều ghi nhận từ 5 đến 7 trường hợp mắc bệnh. đa phần bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch và nếu điều trị khỏi cũng để lại di chứng nặng nề. đây là một cái bệnh tiềm ẩn, tiềm ẩn, vẫn còn những nhiều, nhiều cái nguy hiểm và tiền lường lượng trong thời gian tới nếu như không biết cách vệ sinh, không biết cách đề phòng ăn uống như đúng hợp khoa học đó, thì bệnh vẫn có thể tái diễn. Các bác sĩ cho biết 70% bệnh nhân mắc liên cầu lợn là do ăn tiết canh. Bệnh này hiện chưa có vaccine. Vì vậy, để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn tiết canh và các nội tạng động vật chưa được nấu chín những người chăn nuôi, chế biến gia súc nên đeo găng tay và phương tiện phòng hộ khi tiếp xúc với thịt lợn tái, sống. Và khi có các triệu chứng của bệnh, cần đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị kịp thời. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ hôm nay là những thông tin đáng chú ý sau. Mâu thuẫn trên mạng xã hội, người đàn ông hành hung cô gái bán mỹ phẩm ở Phú Yên. Nhân rộng mô hình canh tác kết hợp lúa dịch Du khách thích thú cảnh đàn cá heo nhảy múa ở vùng biển Phú Yên. Tình trạng phương tiện giao thông bốc cháy khi đang chạy lại xảy ra. Cụ thể, vào khoảng 12 giờ trưa nay, xe container đang lưu thông trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị, thì bốc cháy dữ dội khiến cabin xe bị thiêu rụi. Vào thời điểm trên, xe container chở hàng lưu thông trên đường cao tốc, khi đến km 37-600, đoạn thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị, thì bất ngờ xảy ra quả quạng phát hiện xe bị cháy tài xế nhanh chóng dừng phương tiện để thoát thân chỉ trong thời gian ngắn ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ cabin xe container nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường dập lửa vụ cháy khiến cabin xe container bị thiêu rụi thùng container phía sau chứa hàng cũng bị ảnh hưởng do sức nóng của vụ cháy nguyên nhân vụ quả quạng đang được làm rõ Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Tây Quà, tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Luân, trú tại xã Quà Đồng, huyện Tây Quà, về tội cướp tài sản. Sau đây là thông tin chi tiết về vụ việc. Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 23 tháng 4, Luân điều khiển xe mô tô chở Lê Thanh Tú và Nguyễn Lê Ái Sang, cùng trú tại tỉnh Phú Yên, đi đến đoạn đường quốc lộ 29 thuộc xã Hòa Phong, huyện Tây Quà, thì dược lên xe mô tô do Nguyễn Minh Thiên điều khiển chở Võ Thanh Tài, cùng trú tại tỉnh Phú Yên, dù không có mâu thuẫn gì trước đó. Thấy vậy, Tài lấy chai nước pha ớt bột xịt vào Luân, Tú và Sang. Khi thấy cả ba dừng xe, Thiên và Tài quay xe lại để tiếp tục xịt nước pha ớt. Lúc này, Luân lấy một khẩu súng chỉ về hướng thiên tài, làm hai người này quảng sợ bỏ chạy và để lại xe mô tô. Luân cướp chiếc xe này rồi điều khiển đến một nhà nghỉ ở thị trấn Phú Thứ, quyện Tây Quà để ngủ. Đến sáng ngày 23 tháng 4, Luân Tú và Sang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quyện Tây Quà phát hiện và mời lên làm việc. Tại đây, Luân đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, còn Tú và Sang chỉ là người chứng kiến Luân thực hiện hành vi phạm tội. Qua kiểm tra, khẩu súng mà Luân sử dụng là súng nhựa. Còn tại Bình Phước, hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Diệt, 54 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông VBH, 47 tuổi, trú cùng xã với Diệt. Vì mâu thuẫn trong lúc nhậu, Diệt đã đánh ông H tử vong. Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó vào sáng ngày 13 tháng 5, tại chợ rẫy của Diệt có tổ chức ăn nhậu. Trong bàn nhậu có ông H và ông Nguyễn Văn Sáu, 57 tuổi, trú cùng địa phương. Nhậu được một lúc thì giữa ông Hắc và ông Sáu xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, ông Hắc lấy cây cuốc đánh về phía sau ông Sáu nhưng không trúng. Thấy vậy, Diệt chạy lại giật cây cuốc rồi cất đi. Sau đó ông Sáu về trước, còn Diệt và ông Hát tiếp tục ngồi lại nhậu. Diệt lên tiếng trách ông Hắc về việc đánh ông Sáu nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Ông Hắc cầm đoạn cây củi đánh Diệt, bực tức Diệt cũng lấy cây củi đánh nhiều cái vào người ông Hắc khiến nạn nhân tử vong. Cũng trong hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết đang thụ lý tin báo tố giác tội phạm liên quan đến việc một cô gái bán mỹ phẩm ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An bị một người đàn ông hành hung. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông bước vào tiệm mỹ phẩm, vừa chất vấn vừa đánh tác vào mặt một cô gái. Nạn nhân bỏ chạy ra trước sân thì người đàn ông đi theo, tiếp tục chất vấn, hành hung và hăm dọa trước khi bỏ đi. Nhiều người khi xem đoạn clip đã tỏ ra bức xúc trước hành vi côn đồ của người đàn ông. Theo công an huyện Tuy An, công an thị trấn Chí Thạnh đã nhận tin báo của chị DTTNL, 27 tuổi, ở xã An Cư, huyện Tuy An, là người bán mỹ phẩm bị đánh trong clip. Theo trình báo vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trên Facebook, DVT, 33 tuổi, ở thị trấn Chí Thạnh, người đàn ông trong clip cũng đã thừa nhận hành vi của mình. Tiếp theo chương trình là thông tin về một mô hình canh tác mang lại hiệu quả kép cho nông dân huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Đó là mô hình trồng lúa kết hợp nuôi dịch trên ruộng. Và từ hiệu quả của vụ đông xuân vừa qua, vụ hè thu này, bà con nông dân đang mở rộng thêm diện tích và hướng đến nền nông nghiệp tuần hoàn đa giá trị bền vững. Cụ thể mô hình này được thực hiện như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Bầy dịch 150 con này vừa được ông Nguyễn Văn Nhỏ bắt về nhằm thả xuống ruộng lúa đã 20 ngày tuổi để cho dịch ăn sâu bệnh gây hại, Trước kinh nghiệm của vụ rồi, ông điều chỉnh số lượng dịch thả vào ruộng phù hợp với độ tuổi của cây lúa để tăng hiệu quả phòng trừ sâu rầy Lần này mới nghiên cứu lại nè, bắt lần này nó ít thôi, rồi cái đợt khoảng lúa 40 ngày mình bắt nhiều. Với năm nay mình bắt cái này nó mới đúng theo cái thời vụ bị hè thu, mình bắt rồi cái bỏ đồng rồi, đâu có xả lợi vụ ba. Nên mình mình bắt như vậy thì nửa ra đồng ăn tới đẻ luôn cũng được. Trong vụ đông xuân vừa rồi, nhóm 7 nông dân với 20 hecta lúa ở xã Phú Thành A, huyện Tam Nông đã cặt hái được thắng lợi kép, bao gồm hơn 100 triệu đồng bán cá nhữ nuôi trong mùa nước, năng suất lúa đạt bình quân 6,5 tấn 1 hecta. Nhờ mô hình sản xuất ít phân thuốc nên doanh nghiệp mua lúa giá cao hơn bên ngoài 100 đồng một ký, cộng thêm lợi nhuận từ 650 con dịch được khoảng 13 triệu đồng. Những con số cụ thể này đã khuyến khích nông dân duy trì và mở rộng thêm mô hình thường thì cái vụ hè thu này thì nắng nóng thì nó hơn so cái vụ đông xuân thì mình chọn cái giống em 18 đây thì cái giống nó thích hợp với vụ hè thu thì tâm vào trong vòng à, mười mấy hai ngày đầu thì giống thì phát triển là tương tương đối tốt à nên thì lựa chọn cái giống em 18 thì nó cũng là phù hợp cho cái vụ hè thu này đây tôi tham quan cái mô hình lúa dịch đó, thì tôi thấy tâm đắc về thì tôi cũng mạnh dạng đầu tư mặn bảy ha thì đến giờ thì tôi thấy trà lúa phát triển tốt thấy rất là hài lòng từ 20 hecta của vụ rồi đến nay mô hình canh tác kết hợp lúa dịch ở xã Phú Thành A, huyện Tâm Nông đã mở rộng ra được 50 hecta. Địa phương cũng đang tiếp tục vận động mở rộng diện tích và tiến hành xây dựng thương hiệu gạo dịch để gia tăng giá trị mình sẽ tiếp tục nhân rộng diện tích chỗ này lên khoảng hơn 100 hecta. Tuy nhiên thì hiện nay thì đối với 50 hecta này thì cũng trong quá trình là chúng tôi cũng ngành nông nghiệp cùng với địa phương cũng đang ra sức để tìm kiếm các cái doanh nghiệp, các cái công ty đến mà liên kết tiêu thụ cái sản lượng lúa này cho bà con để góp phần làm sao mà bà con vừa có thể giảm chi phí thông qua giảm lượng giống mà còn có thể tăng được cái doanh thu thông qua cái việc mà có liên kết tiêu thụ với các cái công ty doanh nghiệp cùng với đó ngành chức năng cũng sẽ khuyến khích nông dân tăng thêm lượng dịch thả nuôi để tối ưu quá, xem xét là việc sử dụng nguồn rơm để trồng nấm rơm. Đây là những bước đi cần thiết để tiếp tục hoàn thiện mô hình canh tác kết hợp lúa dịch giúp nông dân gia tăng thu nhập và hướng đến nền nông nghiệp tuần hoàn, đa giá trị bền vững ở địa phương trong thời gian tới. Cũng liên quan đến việc sản xuất của người dân, dùng muối đề ghi nằm trên địa bàn hai xã Cát Minh và Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đang vào mùa cao điểm thu hoạch. Sản lượng muối tăng cao cộng với giá muối ổn định cho thu nhập khá nên bà con diêm dân phấn khởi. Năm nay, gia đình ông Nguyễn Hữu Hồng, trú tại xã Cát Minh, sản xuất 3 sào muối. Ông cho hay nếu thời tiết nắng nóng thuận lợi như thế này, thì ông có thể thu hoạch được 27 tấn muối. Với giá bán hiện tại, dao động từ 1.600 đến 1.700 đồng một ký, ông thu nhập từ hơn 43 đến gần 46 triệu đồng một năm. Nói chung thì thời tiết năm nay thì cũng thuận mợ hiện thời điểm này ấy, thì rất thuận mợ giá cả bà con mua bán thì cũng cũng khá bà con rất là phân khởi Dùng muối đề ghi có trên 500 hộ sản xuất với tổng diện tích 80 hecta trong đó có khoảng 25 hecta sản xuất muối sạch hiện tại chính quyền địa phương đang khuyến khích diêm dân tăng diện tích sản xuất muối sạch thay thế sản xuất muối truyền thống để cải thiện chất lượng muối dự kiến quy mô sẽ ngày càng mở rộng định hướng của địa phương là tiếp tục vận động bà con chúng ta là đầu tư để làm mua trạch đem lại cái sản lượng cũng như giá trị của hột muối ngoài cái chuyện tiêu thụ ở thị trường thì địa phương cũng liên kết trở là nhà máy muối phù mỹ để rồi tiêu thụ sản phẩm cho bà con để đảm bảo đời sống cho bà con sản xuất muối sạch trải bạc đang là hướng đi đúng khi năng suất muối tăng khoảng 20% so với cách sản xuất truyền thống và giá cả cũng tăng từ 200 đến 300 đồng một ký. Địa phương cũng đang quy hoạch lại diện tích sản xuất muối theo hướng tập trung, đồng thời quảng bá để thương hiệu muối đề ghi được nhiều nơi biết đến. Sáng nay, đàn cá heo khoảng 20 con bất ngờ xuất hiện nhảy múa trước mắt du khách ở vùng biển danh thắng Mũi Điện, thị xã Đông Quà, tỉnh Phú Yên, khiến cho nhiều người thích thú. Anh Nguyễn Văn Duy, hướng dẫn viên du lịch cho biết, khoảng 9 giờ 20 phút sáng nay, khi anh đang đưa đoàn du khách tham quan danh thắng quốc gia Bãi Môn Mũi Điện, thì phát hiện đàn cá heo khoảng 20 con. Nhiều du khách vô cùng thích thú trước việc đàn cá heo xuất hiện và bơi lượn trước mắt họ. Đàn cá heo nhảy múa khoảng 10 phút, sau đó tiếp tục bơi về phía bắc. Ông Đào Quang Minh, chi cục trưởng chi cục thủy sản tỉnh Phú Yên cho biết, cá heo thường đi theo đàn và thời gian gần đây xuất hiện ở vùng biển gần bờ các tỉnh Nam Trung Bộ. Tại Phú Yên vào tháng 9 năm 2020 cũng xuất hiện đàn cá heo 200 con ở vùng biển Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An. Cũng theo ông Minh, việc đàn cá heo xuất hiện bơi lượn ở biển Bãi Môn Mũi Điện cho thấy vùng biển này có môi trường tốt, nhiều mồi để đàn cá heo săn làm thức ăn. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.